Chào các bạn, đọc sách là một hoạt động không thể thiếu của chúng ta. Nó giúp cho chúng ta hiểu biết hơn về thiên nhiên, về trái đất. Vì vậy, mình đã duy trì đọc sách hàng ngày từ 15 đến 20 phút và mỗi buổi tối trước khi mình đi ngủ. Mình đã đọc được rất nhiều cuốn sách, trong đó mình thích nhất một cuốn sách kể về không được xả rác bừa bãi. Mình thích cuốn sách đó tại vì nó giúp cho con người không xả rác bừa bãi nữa, biết bảo vệ môi trường và biết bỏ rác đúng cách. Mình cũng vậy, mình cũng không còn xả rác bừa bãi nữa mà biết bảo vệ môi trường đấy các bạn à. Các bạn thấy đấy, đọc sách giúp chúng ta có những thói quen tốt. Vì vậy các bạn hãy cố gắng đọc thật nhiều sách nhé.